Chào các cháu. Các cháu nghe hay đó chứ. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về âm thanh nha. Bắt đầu nào. Âm thanh là một sóng hay một xung động xuyên qua ba trạng thái vật chất khác nhau: rắn, lỏng và khí. Và tất nhiên, đây là thứ nghe được. Các cháu đã bao giờ tự hỏi âm thanh truyền đi như thế nào chưa? Đơn giản thôi, nó bắt đầu từ một chuyển động cơ học. Ví dụ như rót một cốc sô-cô-la nóng, vỗ tay hay là gõ cong. Khi các cháu gõ vào cong, có một chuyển động tạo ra xung quanh trong các phân tử. Khi đó, nó khiến cho các phân tử xung quanh xung động theo. Và sự xung động từ phân tử này đến phân tử khác đã khiến truyền đi âm thanh. Thú vị không nào? Các cháu không nghe thấy bác có đúng không? Vì lúc đó bác ở chỗ chân không, ngoài không gian nơi chỉ có chân không và không hề có vật chất, âm thanh không thể truyền đi được vì ở đó không có phân tử nào để truyền xung động cả. Tần số là đơn vị đo quan trọng của âm thanh. Khi có nhiều sóng âm thanh đi qua một điểm trong cùng một thời gian, có nghĩa là tần số cao, khi đó con số sóng âm thanh ít đi. Chúng ta nghe thấy tần số âm thanh rất là thấp, có hiểu không các cháu? Ha ha ha. Tai người có khả năng nghe được tần số âm thanh từ 20 Hz cho đến 20.000 Hz. Các tần số dưới hay là trên mức này thì chúng ta không thể nào nghe thấy được. Tần số âm thanh cao hơn sẽ khiến quãng âm thanh cao hơn. Hãy lấy một cây đàn guitar và thử với dây dày nhất. Nghe thấy âm trầm chứ? Giờ thì hãy thử với dây mỏng nhất nha. Âm thanh khác nhau có đúng không? Đó là các quãng khác nhau của âm thanh. Tiếng ồn của âm thanh được đo bằng âm lượng. Và để đo âm lượng, chúng ta sẽ dùng đơn vị decibel. Đây là một ví dụ về âm lượng. Các cháu có nghe thấy bác chưa? Ho ho ho! Sóng âm thanh có thể bẻ cong ở các gốc và chướng ngại vật. Các âm thanh có tần số dưới 20 Hz được gọi là hạ âm. Các âm thanh có tần số trên 20.000 Hz được gọi là siêu âm. Thật đơn giản có phải không nào? Chào các cháu nha. Hẹn gặp lại kỳ sau với nhiều thông tin thú vị hơn. Chào tạm biệt.